Đây ông bà cô bác ơi, đây nè nè, đây đây mẹ làm gì đây mẹ? Đây ông bà cô bác ơi, đây quà của cô Thủy, cô Bích Thủy đó, đi phát quà đây trúng mặt đó. Cô Thủy nó gửi về cho kịp mẹ mẹ mặt nè. Tụi con chào ông bà cô bác nè. Đây ông bà cô bác ơi hả? Thôi con hai đứa đang bệnh đi, cái là lúc này đang bảo mấy bộ mẹ, cô Thủy tặng mẹ 3 bộ, giờ có gửi nước yến về cho bé em nữa. Dạ rồi mẹ mặc luôn đi. Không đâu, cái đó thun mà mẹ. Mẹ giờ mẹ ốm nhách, mẹ muốn tù cua người ở đó. Giờ bây giờ 3 bộ, giờ mẹ thử bộ, vợ con với Trang thử bộ. Em bận vô chắc thì mặc vô. Không, chị tư bận được vừa. Trời ơi, chật cái mẹ đâu đâu mẹ mặc đi. Không, không chật. Không, trời ơi, mẹ ốm nhem nhách mà chật cái gì. Vừa chứ không có chật. Mẹ xỏ luôn đi mẹ. Đã đo hết cháo rồi con nữa. Đây mời cô bác ơi, thì trời mưa trời bão mà người mặc đồ bộ đi Phật nó đâu đặt này mát mà. Ủa nó dính luôn vậy hả? Ủa vậy đó hả, chứ mà mở đây không mà vô mẹ ơi. Không đâu, chồng vô kiểu mà à, kiểu mẹ mặc luôn đi mẹ, luôn rồi mẹ. Nó làm giống như thiệt luôn á, như mình. Rồi một lần nữa thì con với gia đình cũng cảm ơn mẹ Bích Thủy rất là nhiều luôn. Mẹ đã gửi gửi về 3 bộ đồ, rồi 2 lốc nước yến nữa, để luôn có sao đâu. Rồi áo có xu đâu vậy? Bữa giặt còn vót á. À đi em ấy ra hết luôn đi em, ấy cho mẹ thử hết luôn chứ. Thử bộ thử. Trời ơi, gửi cái rốt đeo không hoàng hả con? Cherry nãy rồi con. Bữa Cherry mấy nay đang bệnh. Ủa mấy đứa nhỏ vừa bảnh chơi hả chàng? Dạ. Về hôm qua hả? Vừa bảnh chơi hôm qua luôn hả? Ô bộ này dẻ mà. Mà. Tím là tím mộng mơ. Tím thủy trùng chứ. Đâu mộng mơ. Đâu chơi lễ này gì nè. Trang mặc hả Trang? Thôi em mặc vô chị. Thì em mặc thử coi. Rồi, áo của bà nội, áo này đẹp nè, màu tím này chúng đi phát quà đẹp luôn đó mẹ. Màu tím này đẹp quá mẹ. Không, em bỏ không vừa đâu. Không, à, cái màu vừa sao? Không vừa. Thọt vô giờ. Cái này áo này già mà sao mà. Mặc. Nhưng mà em thọt vô cái quần đẹp quá. Đẹp hả? À, quần đẹp. Ông bà con. Cô Thủy ơi cho Trang mặc luôn cho mà thử. Con cầm thử á cô, này mượn. Không, bây giờ mua đen là vậy á, mua đen là ổng rộng rộng vậy đó. Đó, thấy không? Kéo. Dễ thương quá. Đó. Không, cái người em cao em mặc về đúng rồi. Đúng rồi. Còn mẹ mặc chắc đạp ống à. Chắc mẹ mặc được. Trang cao thì mặc nó dài được. Đâu chị tôi chậu vô. Không, chị nào còn dài. Mẹ chắc mẹ đi thi chắc mặc kéo lên tới vú á. Chị tôi thử rồi chị tôi. Dạ, kiểu màu đen vậy đó. Mà mẹ tại mẹ lùn quá. Mẹ lùn không? Mẹ phải mang guốc. Rồi mẹ đi ra đây luôn. Dạ cái đó phụ bà nội mặc trọng kìa bà cô bác. Không, mẹ phải mang guốc lên. Không cần đâu, cái này cắt này ở nhà cắt nhiêu đây nè. Ở nhà có bánh tét nè, bánh tét này đi đóng giỏ ở đâu Trang? Hôm qua ba đi giỏ bên nhà ba. Bánh tét này bánh tét như chuối mềm mềm đó. Trời ơi đẹp kìa vậy đó. Mẹ cắt cái lai lên chút xíu đó. Trời ơi mặt sang mà vậy mà mẹ. Rồi cô Thủy mua đẹp vừa dữ vậy. Cái này qua bển qua bên máy mai chị ba bển làm liền đi rồi mặc luôn. Không phải cắt á. Phải có chỉ giống vậy đó. Dài luôn đi. Thì cái ống hơi dài tại mẹ hơi lùn. Cái nó làm dài nhưng mà mẹ phải mang ấy lên nữa là vừa. Đó đẹp kìa. Mang cái đầu guốc của mẹ lên. Nè, nhận lên Nhật Nam vô bà nội có quà nè. Vô đây thôi nè. Đây có trái sồi nữa đây ông bà cô bác. Trái sồi. Đó, vậy đó. Ôi, là trời. Vừa rồi, mẹ mang vậy là vừa, đâu có dài đâu. Tôi cái mít cho anh cái em. Đó, vậy. Đó, vậy đó mẹ. Tại chứ mẹ... tại mình. Con thấy mẹ mặc cái bộ tím này còn đẹp hơn. Hả? Đầu tím đẹp hơn đó mẹ, bộ tím này nè. Không để cho cô kiến hay được. Được, rồi thì mẹ coi đi, đó. Sàn vô này đi ông cưới ngon luôn á chứ. Được. Đi ông dỗ.
không đi lên cho mẹ xem, mẹ lên cho ba xem rồi mẹ. Em ngồi xích chưa, cho ba xem coi được không. Thì đi ra nói ông nội nhìn cái cà đất, dẫn bà nội ra kìa. Không, áo này đẹp. Đẹp. Đẹp thiệt, áo đẹp, quần đẹp luôn, vừa y luôn. Không, cái bộ tím này mẹ mặc nó đẹp. Không, bộ này mặc sáng, tím mặc hơi tối. Quá đẹp rồi. Tím này đẹp, nhìn em bộ tím lên chắc nhìn em già. Đúng rồi. Rồi mẹ vô thử bộ tím. Mẹ mặc bộ tím. Mẹ chưa có cắt cái này nữa nè. Để xíu ra mẹ. Chưa, chưa. Chút xíu cắt cái lại đó ra, xẻ tà mà. Thấy không, con nói mà mẹ mặc đồ tím này là ok nè. Xẻ tà. Coi cái màu đỏ nè. Màu đỏ cũng đẹp luôn nè, màu đỏ còn nổi nữa. Đàng hoàng con, cầm ra nội đi. Không, nó kiểu mà không? Giống một sai. Chứ mà giãn quá tù quần sao? À, màu đỏ ngắn hơn. Màu đỏ đẹp hơn nè, màu đỏ ngắn hơn. Cầm vô nội luôn đi. Do tên cổ. Màu đỏ này là mặt khỏi cần cắt lai nè. Thôi cho đi. Cô canh hết rồi, cô mua một size thôi hả? Cho đi làm gì vậy con? Ú à, Cherry bệnh hoài, quải quá Cherry ơi. Quải con quá. Nay nấu đồ chay ăn hả cha? Dạ nấu canh chay với chiên cà hủ. Chiên cà hủ chiên xả à? Dạ chiên muối ớt. Thôi con, dạ để chút xíu bà nội mặc. Quá trời đẹp luôn. Rồi. Cái này là có bà nội bận thôi. Thì đâu bà nội mặc chứ, này lớn tuổi mà. Cả tủ. Đó, bà nội. Đó, bộ tím đẹp đảm bảo luôn bà nội. Bộ tím này đẹp hơn bộ kia nữa đó. Đó, trời, trời ơi. Trời ơi, khỏi cắt mẹ ơi. Đó, bộ tím ngắn hơn hả? Đó. Nếu mà em thay gương coi. Nó kiểu một pha một size hết nhưng mà cái màu thôi. Đâu giãn mà, đó nhìn sang luôn bà cô bác. Nó ôm nó vô nó nhìn mới đẹp. Đó, nhìn sang rồi. Rồi qua cho ông nội việc luôn nè mẹ. Rồi. Cái này để mà. Cái này giãn mà không thoải mái. Rồi. Là thun 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 mịn mà. Đẹp hơn nè. Mà con thấy cái quần quá. Nó xuông. Trời mẹ ra ba xem luôn. Thì coi coi màu nào vừa. À. Không, màu đỏ y chang màu vàng. Cho ba xem luôn rồi thử coi việc việc màu. Con gì cái quần là con biết. Đẹp hơn, màu đỏ đẹp hơn. Màu đỏ đẹp hơn màu vàng nãy luôn á. Đó, đúng rồi. À. Được rồi mẹ, chút xíu chiều đi phát quà luôn. Chị đi phát quà. Gì vậy? Giờ còn một bộ nữa mà cô bác, giờ mẹ vô mẹ thử bộ thứ ba, bộ độ cuối cùng. Ở này hết, à mẹ uống hết, hộp còn hộp chưa khui. Đây mẹ nhà mẹ cũng uống xuống uống sữa tiểu đường nữa mà cô bác, tại sáng ở nhà không ăn sáng. Uống nhà ăn sáng nên là uống sữa tiểu đường. Đây, nhà mấy này mưa hoài ông bà cô bác ơi. Mưa. Phong nó cũng đi quay hồi nãy, tại sáng Khánh tiếp bà con ở dưới. Phong thì đi quay, đi lên Chợ Rẫy quay à. Đây. Mưa quá trời, mưa mà quá thấy dưới đây trơn lắm. Mưa tạt chân lùi à. May là có tre đó. Tre ở đây. Cái này giống như nãy giống như cái màu vàng luôn á. Phải không ạ? Cái này đỡ màu vàng hả? Màu vàng.
Dạ. Tại nó giãn mà. Cứng vậy thôi. Trời ơi, cái này mặt mắt lạnh luôn nè. Có bộ đồ tím á, sao nó cũng say mà sao cái đồ tím thì thấy... cũng một size chắc là nó vậy mẹ. Con thấy nó dám lộn size. Đầu giống nhau chứ cô mua là cô mua một cục lược. Cái này có cái túi có số 3 nè, số 3 hết luôn á. Thì nó giãn ra chứ mẹ. Thôi hai đứa, trời cho chui chổng bụi không. Ơi chui chổng bụi không hai đứa. Rồi đó việc việc luôn. Chiều nay mẹ mặc bộ nào đi, coi chừng cái tay đó. Cherry đi ra kìa, mẹ mặc vô mẹ bó vô bụng bự quá. Quá đẹp luôn. Tụi con thấy bà nội có đồ mới vui không? Vui không con? Hai đứa hả? Vui không? Cherry vui không con? Trời ơi đẹp. Con được bộ tím à? Con bộ tím hả? Mà thấy màu đỏ này, màu đỏ này đẹp nè. Đỏ này mẹ mặc buổi Tết á. Trời ơi mặc, bây giờ mặc để mặc luôn đi chứ để dành nữa. Để dành mốt nó ra nó rút dạ, lại á. Dạ giờ còn mà mặc được thì mẹ mặc đi để mốt chật à. Mắt mẹ quen mốt nhỏ vô con. Hồi nãy đi trời mưa á. À, mưa hồi nãy nó dội vô. Đẹp quá chị Thủy ơi. Này, không ơi, ấy cho cô Thủy dòm thấy không? Thấy chứ, thì con nãy con quay nè. Đẹp quá trời luôn đây cô Bích Thủy ơi. Trời, mẹ có cảm nghĩ gì không nè? Trời, em cảm ơn chị nhiều. Dạ, chị gửi cho em ba bộ đồ này, mặc nhiều ghê, đẹp nha chị. Em cảm ơn chị nhiều. Dạ, em cảm ơn chị nha chị. Rồi, chiều nay mặc đi phát gạo luôn nha mẹ. Con đổi, con đổi tím đi. Dạ, mặc bộ đồ tím đi ha. Rồi. Rồi nè, tụi con, đâu hai chị em đi đâu vậy? Chào ông bà cô bác rồi đi khép chương trình. Chứ chào ông bà cô bác khép chương trình luôn chứ. Rồi con chúc mà cô bác làm sao? Dạ. Có gì sức khỏe. Mẹ muốn cắt con cắt luôn. Cho rồi. Con khỏi bệnh. À. Rồi. Dạ đi nó bị dính đó mẹ. Rồi thôi một lần nữa thì đây đây ông bà cô bác ơi, một lần nữa thì Khánh với gia đình cũng cảm ơn bà cô bác rất là nhiều luôn, đã luôn thương yêu Khánh Huyễn và gia đình. Rồi đặc biệt cô Thủy hôm nay cũng gửi về cho mẹ là ba bộ đồ, giờ cho Phong là hai lốc nước yến nó đem mời cô bác. Thì con cũng cảm ơn cô, chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an. Rồi chúc toàn thể quý khán giả, quý mạnh thường quân luôn bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc. Rồi công việc luôn thuận lợi và thành công luôn. Rồi Khánh xin phép là khép chương trình nè. Chào mời cô bác. Rồi hẹn mời cô bác ở những đoạn video clip tiếp theo. Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong á là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì sáng nay thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ á ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, rồi viêm đa khớp, tất cả các bệnh về xương khớp á thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh. Thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thôi thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình